Ông ta giải bài 11 là 17.8, 17.8. Cho bài điện như hình 17.7 viết UT đồng hai thành phần một chiều là 20, thành phần dây chiều là 5 cos 100 T trừ đi 90 độ. L thì bằng 0,2 Henry, C thì bằng 10 mũ trừ 3 farad. Đặc tuyến vô 5A của điện trở phi tuyến có đặc tuyến rồi, trong trường hợp này điện trở phi tuyến rồi, ok. Tính thành phần dây chiều của dòng điện trong các nhánh thì với bài này người ta không yêu cầu tính theo phương pháp nào, nhưng mà với cái dạng bài toán này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thì tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc, đấy nhỉ. Thế là bước thứ nhất là chúng ta sẽ cho cái thành phần một chiều tác động, cho thành phần một chiều U0 bằng bao nhiêu? U0 này thì bằng 20V tác động. Đó. Còn ta có sơ đồ mạch như sau, sơ đồ mạch. Khi cho thành phần một chiều tác động thì chúng ta thấy là cái điện dung này bỏ đi, đúng không? Và điện cảm này trở thành dây gì? Dây dẫn. Đó, dây dẫn như này. Đấy nhỉ? Vậy thì sơ đồ mạch nó chỉ còn có cái thằng RI này, tức là điện trở phi tuyến này. Đó, nối mạch kín này. Ok. Vậy thì ta sẽ có như sau, sơ đồ mạch như này. U0 RI. Còn này I0. Đó. Thế là khá là đơn giản rồi. Chúng ta đây U0 đặt cả trên cái RI này, tức là đây U0 bằng đây. Đó. Tức là nói tóm lại chúng ta sẽ có U0 thì bằng gì? Đúng viết đầy đủ U0 bằng 5 I0 bình phương. Và từ đây ta suy ra là I0 chính là bằng căn bậc 2 U0 chia cho 5 và bằng căn bậc 2 U0, U0 là bằng 20 trên 5 là 20 chia cho 5 thì ta bằng 2, đúng không? 2A. Đó, 4 mà. Ok. Rồi. Có ý không rồi. Bài này thì người ta không yêu cầu tìm dòng điện trên các nhánh, tức là có cả cái thành phần gì? Thành phần một chiều. Nếu như ta yêu cầu có thành phần một chiều thì bắt buộc ta phải có gì? Có Y0L này, đây là Y0R, đây là Y0L và Y0C. Thì chúng ta phải biết thêm. Nhưng trong trường hợp này người ta không yêu cầu tìm cái dòng điện, nếu dòng điện thì nó đầy đủ có thành phần một chiều xoay chiều, nhưng đây chỉ tìm xoay chiều thôi, nào chúng ta không cần quan tâm nhiều, chúng ta chỉ cần tìm y không này này để làm gì, để chúng ta tìm cái r động, được chưa, tìm cái r động. Ok, đó. Thế nên bây giờ chúng ta cho gì, cho thành phần xoay chiều U1 bằng 5 cos 100 T trừ 90V tác động. Đó, tác động. Ok, với cái thành phần này tác động thì sao? Thế hôm nay ta phải tìm gì? Ta phải tính R động. Đó, chúng ta có RD, R động ấy, bằng DU chia cho DI, ta I bằng I0 và thay vào đảo hàm thì ta biết rồi, đảo hàm này 10I ta I bằng I0 tức là bằng 2, thay 2 vào đây thì ta có 20Ω. Đó, ok, xong cái okay. Động rồi, tiếp tục ta cho thành phần xoay chiều tác động. À đây tôi đang cho rồi chứ, đúng không? Bây giờ chúng ta có gì? Ở đây chúng ta phải tìm cái sơ đồ phức. Rồi. Đó, xóa thằng này đi để chúng ta sẽ nhìn cái sơ đồ phức. Ok. Chúng ta có sơ đồ phức này. Từ đấy chúng ta có sơ đồ phức.
Sơ phước thì mình vẽ sơ đồ phước bình thường thôi. Đây là R này. Có hai cái Z này. U này mình U1 đi. U1 thôi đúng không? Từ U1 em mở được. Đó. Đây ZR này. ZN này, ZC này. Đó. Thì sơ đồ phức này thứ nhất là ZR thì dễ rồi. Thì bằng gì? Bằng RD. RD thì chính là bằng 20 ohm. ZN thì bằng J omega N bằng này. Omega bằng bao nhiêu đây? Omega là bằng 100. L là bằng 0,12 vậy 100 0,12 là 20 là J20. ZC này thì bằng trừ J 1 chia omega C. Có bao nhiêu đây? À chúng ta omega 100, C là 10 mũ trừ 3 nhân 100 thì 10 mũ trừ 1. 10 trừ 1, 1 trên 10 mũ trừ 1 thì còn là bằng 10 với J trừ J 10. Trừ J 10. Rồi tiếp tục là đến U1M, 1M đây. U1M thì bằng 5 góc trừ 90. Đó, vôn. Rồi ok, đấy, số phước ta phải liệt kê được bằng cái đấy thông số. Đấy nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gì? À, chọn chiều dòng I1M. Rồi nè, rồi mình I2 đi. Và I3 đi. Hoặc là IR, IR, IC được. Tùy cái này do ông ta ký hiệu thôi. Nói tóm lại là không quan trọng ký hiệu. Ký hiệu ông ta phải khớp với cái việc ta viết thôi. Đó. Chứ đừng bên này là I1M, xong rồi sang bên chỗ này là I gì, IRM chẳng hạn, thì nó rất là phiền. Chúng ta phải thống nhất. Rồi bây giờ ông ta tính gì? À ta tính ra I1M bằng gì đây? Bằng U1M chia cho ZR. Cái này dễ rồi, ta học mãi rồi đúng không? À và hai thằng này mắc song song nhau, nối tiếp hai cụm mắc song song. À ZC nhân với ZL chia cho ZC cộng với ZL. Thay số vào. Ta có là bao nhiêu đây? À 5 góc trừ 90 rồi chia cho đấy. Khi gặp những bài này ta phải làm hoàn toàn giống như thầy đang viết này. Đầu tiên viết biểu thức này, thay số này, bấm máy ra kết quả. ZR là bằng 20 này. Đó, cộng với ZC là trừ J10 này. Trừ J10 này. Nhân với ZN là J20 này. Rồi chia cho trừ J10 cộng với J20. Đó, bấm máy này, cho máy tính bấm này. Rồi bấm máy này, số phước rồi đúng không? Trên màn hình này. Hiển phước này, hai là để chữ độ này, D là độ này, được chưa? Ok. I này là số phước rồi, D là độ, chúng ta để 90 độ mà. Đó, ta phải nhớ hai cái đơn, hai quan trọng nhất là cái đơn vị đo ở trong cái máy tính là để chữ D này là độ. Đó, chúng ta để chữ R radian này chúng ta sai đấy, được chưa nhỉ? Rồi, bấm nhập bình thường thôi, 5 xíp góc trừ 90 rồi chia cho 20 cộng với phân thức trừ 10i 10j tương đương 10i nhân với 20i rồi chia cho thực ra cái chỗ này là 10i luôn đúng không, 10i luôn đó, ấn dấu bằng. Đó, bằng cái này. Và này thì sau này chúng ta sẽ chuyển sang gì? À, chúng ta giảm tức thời nên cho gì? Ta chuyển sang kết quả. Sang dạng mũ. Đó, là 8, căn 8. À, căn 2 trên 8. Góc trừ 45 độ. Đó, ampere. Rồi, ok. Thì đây là I1. Đúng không? I1. Đấy.
lại xem đúng không. Rồi y một đây, mình store Vina đi để nhớ quên này, store Vina đi đó, new Vina nhá, xem đúng không, a còn nhớ đúng không nhỉ. Rồi ok đúng không, chuẩn rồi, đây là y một là Vina nhá, để tí nữa ông ta đỡ phải nhập lại. Rồi ok xong y một, thế bây giờ y hai tính như nào, y hai mà thì bằng y một m nhân với z mấy, nhân với zl đúng không, nhân với zl chia cho zc cộng với zl hay bằng y một đây, y một mình có thể mình viết lại thằng này được, căn hai gì trên 8 góc trừ 45 nhân với zl là bằng gì 20 chia cho đấy, cộng luôn đúng không, thay số luôn, thôi rồi trừ di 10 cộng với di 20 và bấm máy thì chúng ta sẽ di hết này, thực chất chúng ta hết di đúng không, đây là 20 chia cho 10 thì còn 2 vậy thì chúng ta sẽ nhân luôn 2 ở đây thì là 2 nhân vào đây thì chúng ta sẽ có là căn 2 trên 4, căn 2 trên 4 đúng không, căn 2 trên 4 góc trừ 45 độ đó, ampere. Rồi đó, không tin thì chúng ta bấm máy ra như vậy. Thầy tin rồi đó, đã cứ bấm máy chuyển như vừa rồi thôi. Rồi tiếp tục là gì, y 3m thì bằng gì đây, y 3m thì đương nhiên là bằng y 1m nhân với zc chia cho zc cộng với zn và bằng này căn 2 trên 8 góc trừ 45 độ rồi nhân với trừ di 10 chia cho trừ di 10 cộng với di 20 à, tóm lại chỗ này còn trừ 1 đúng không, trừ 1 thì trừ thực ra là bằng trừ của cái căn 2 trên 8 này góc trừ 45 độ đó, ampere. Thì thằng này trừ ấy, chúng ta đưa về dạng, đương nhiên ta phải đưa, không thể để dấu trừ này được đúng không, ta phải đưa vào dạng mũ là căn 2 trên 8 góc trừ này, tức là quay đi 180 độ thì ta cộng 180 độ, cộng 180 độ là trừ 45 cộng 180 độ như là 135 độ, 135 độ đó, ampere đấy, phải nhẩm là như thế biết là tính có đúng không. Rồi nói tóm lại là như vậy nha. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau, từ đấy suy ra dòng xoay chiều trên các nhánh là Y1 đây, Y1 bằng cái này cũng dùng M rồi đúng không, chúng ta sẽ là căn 2 trên 8 đấy nhỉ, 28 là sin đúng không, trên là sin hay cốt nhỉ, thế như cốt đúng không, cốt rồi đấy, đi từ cốt thì về phải là cốt của 100t, chúng ta bao nhiêu trừ 45 độ đây, trừ 45 độ đây, trừ 45 độ ampere. Rồi y hai đây là căn 2 trên 4 cốt 100t cũng trừ 45 độ. Thế còn y 3 thì bằng căn 2 trên 8 cốt 100t là cộng 135 độ ampere. Rồi nói tóm lại là như vậy đúng không, thì đây chúng ta nhớ là y1 y2 3 là dòng điện trên các nhánh, chúng ta để ý như vậy chứ nhỉ. Đó, đúng ra thì chúng ta nên IR thì nó dễ đúng không, Y1R Y2 IR IL IC thì chắc là nó ok hơn, thôi cả nó đi đấy, ký hiệu đó. Thì chúng ta xong cái bài số 17.8 là như vậy. Ok.